Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Hôm nay hãy cùng mình đến với Apple News số 369 để xem Việt Nam được hưởng lợi gì từ Apple nhé. Ok, let's go! Theo nhà phân tích Michiko, MacBook Pro 2025 sẽ được sử dụng một bộ camera module cực kỳ nhỏ gọn và điều đặc biệt là nó được sản xuất tại thị trường Việt Nam. Trước đó, Sony Optical đã trở thành nhà cung cấp ống kính cho dòng sản phẩm iPhone 14 ra mắt vào năm 2022. Tuy nhiên, công ty này sau đó đã bị mất đơn hàng do các vấn đề liên quan đến quá trình sản xuất. Hiện tại, chưa rõ Sony Optical là đối tác duy nhất trong chuỗi cung ứng của Apple hay chỉ là một trong các đơn vị cung cấp linh kiện camera cho MacBook Pro 2025. Nếu khắc phục được sự cố trong quá khứ, các đơn hàng cho iPhone cũng có thể sớm trở lại với công ty này. Từ nửa cuối năm 2024, các đơn hàng cho iPhone sẽ dần trở lại với Sony Optical. Công ty đã tích cực liên lạc với Apple và cải tiến hoạt động sản xuất, ông Kuo cho biết. Theo Apple Insider, Apple đang phối hợp với các đối tác để thúc đẩy hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Động thái này nằm trong chiến lược mở rộng dây chuyền sản xuất ra nhiều quốc gia khác và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong những năm qua, Apple đang nỗ lực để đẩy mạnh hoạt động sản xuất các dòng sản phẩm của công ty bên ngoài Trung Quốc. Theo đó, Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia được ông lớn công nghệ này hướng tới để xây dựng cơ sở lắp ráp mới. Trước đó, Convo Electronics cũng đã sản xuất một số sản phẩm của Apple tại nhà máy ở Vĩnh Phúc. Theo báo cáo từ JP Morgan, các nhà máy tại Việt Nam sẽ sản xuất khoảng 20% tổng số iPad và Apple Watch trong năm 2025. Trong khi đó, sản lượng dự kiến cho MacBook là 5% và AirPods sẽ đạt tới con số 65%. Sau những giai đoạn Apple bị Microsoft cũng như Nvidia vươn lên, giờ đây công ty đã quay trở lại vị thế công ty có giá trị nhất trên thế giới của mình với vốn hóa thị trường lần đầu tiên đạt mức gần 3.600 tỷ đô. Chốt phiên giao dịch ngày 15 tháng 7, cổ phiếu của Apple đã tăng 1,7% lên con số 234 đô. Vốn hóa của tá khuyết vì thế kéo lên con số 3.594 tỷ đô, củng cố vị trí công ty có giá trị nhất trên thế giới. Hãng cũng là công ty đầu tiên trên toàn cầu có vốn hóa chạm mốc này. Cổ phiếu của Apple bật tăng ngay sau khi ngân hàng Morgan Stanley nâng cao giá mục tiêu cho mã này và gọi đây là lựa chọn hàng đầu nhờ các nỗ lực vận dụng AI để tăng doanh số bán hàng. Morgan Stanley cho rằng trong 12 đến 18 tháng tới, cổ phiếu của Apple có thể tăng lên con số 273 đô la. Vào tháng trước, tá khuyết đã ra mắt bộ tính năng AI Apple Intelligence trên các ứng dụng có thể tự nhận diện thông báo, tin nhắn quan trọng, tổng hợp nội dung, email, viết lại đoạn văn hay xóa vật thể trong ảnh. Và nhờ những tính năng này, nó đã thôi thúc khách hàng nâng cấp thiết bị để sử dụng công nghệ mới. Động thái này được coi là nhằm bắt kịp Alphabet và OpenAI trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Công nghệ mới chỉ tương thích với khoảng 8% iPhone và iPad ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, Apple có tới 1,3 tỷ smartphone đang được sử dụng. Morgan Stanley dự báo rằng khoảng 500 triệu chiếc iPhone có thể được bán ra trong 2 năm tới. Mức này tăng gấp đôi ước tính trước đó của họ. Apple Intelligence là chất xúc tác để tăng doanh số iPhone và iPad. Các nhà phân tích của Morgan Stanley cho biết, vào năm nay, cổ phiếu của Apple đã tăng gần 20%. Tuy nhiên, hãng đã để mất ngôi công ty giá trị nhất thế giới về tay Microsoft hồi tháng 1, thậm chí có thời điểm tụt xuống hạng 3 sau Nvidia. Nhưng vào tháng trước, tá khuyết đã kịp thời lấy lại ngôi đầu. Find My là tính năng cực kỳ hữu ích trên các thiết bị iPhone, iPad cũng như là MacBook, và tính năng thú vị đó được bắt nguồn từ một thực tập sinh thực tập cho Apple. Find My iPhone bắt đầu với ý tưởng về việc ai đó thất lạc điện thoại, ra đời sau khi một thực tập sinh nhận ra nỗi sợ hãi chung khi làm mất thiết bị của mình. Eddie Q, phó chủ tịch cao cấp phụ trách dịch vụ của Apple, nói với YouTuber công nghệ Samwon Ahmedmia, chủ kênh Super Safe, hiện đã có hơn 2 triệu người đăng ký. Apple sau đó đã nỗ lực để phát triển một giải pháp cho nó. Câu chuyện là ví dụ tuyệt vời về cách Apple thực hiện những ý tưởng phục vụ cho lợi ích của người dùng ngay từ những thứ đơn giản nhất. Không cần phải là một thiên tài để nghĩ ra ý tưởng như vậy, nhưng không ai làm nó cho đến khi chúng tôi thực hiện. Kuo cho biết, Find My iPhone được Apple công bố lần đầu vào năm 2009 trong hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC lần thứ 26. Một năm sau đó, tính năng này có mặt trên iPhone, chạy hệ điều hành iPhone OS 3, tức là iOS sau này. Ban đầu, nó chỉ dành cho dịch vụ trả phí MobileMe, hiện đã bị Apple khai tử. Hai năm sau, đến năm 2011, khi ra mắt iCloud, Find My iPhone mới bắt đầu triển khai dưới dạng miễn phí cho người dùng iPhone thông qua bản cập nhật iOS 4.2.1.
và vào cuối năm nay, tính năng được mở rộng cho máy Mac với tên gọi là Find My Mac. Kể từ đó, nó xuất hiện trên mọi sản phẩm của Apple, bao gồm iPhone, iPad, Mac và cả Apple Watch. Một ngày trước khi CEO Steve Jobs qua đời, ngày 5 tháng 10, 2011, Apple đã công bố tính năng Find My Face, cho phép người dùng chia sẻ vị trí của họ với nhau. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2019, hãng đã gộp tất cả những tính năng thành công cụ duy nhất có tên là Find My. Riêng trên watchOS, Find My được tách ra thành 3 ứng dụng bao gồm Find Device, Find People và Find Items. Mới đây thì Apple đã tung ra một cái TVC quảng cáo rất thú vị rằng phần lớn những trình duyệt web đang có trên thị trường đều thu thập dữ liệu của người dùng và trình duyệt an toàn nhất chính là Safari của Apple. Apple cho biết người dùng có thể gặp phải nhiều vấn đề về quyền riêng tư khi lướt web, như có thể bị các công ty dữ liệu theo dõi trên các trang web, thông tin vị trí bị thu thập khi chưa có sự cho phép và nhiều tiện ích mở rộng có thể vi phạm quyền riêng tư mà chúng ta không hề hay biết. Tình trạng phổ biến mà người dùng đang gặp phải là sau khi xem một sản phẩm online, họ sẽ bắt gặp được quảng cáo các sản phẩm đó trên nhiều trang web khác nhau. Việc theo dõi này rất phổ biến. Một số trang web có chứa đến hơn 100 trình theo dõi checker hoặc nhiều hơn từ nhiều công ty khác nhau, đánh giá của Apple có đoạn chia sẻ. Ngoài ra, Apple cũng cho rằng các công ty dữ liệu luôn tìm cách để khai thác dữ liệu về người dùng, từ thông tin quan trọng như địa chỉ IP, vị trí đến thông tin mà người dùng ít cảnh giác như thông tin về thiết bị, phần mềm đang được cài đặt. Và để ngăn chặn việc thu thập dữ liệu, Apple cho biết họ đã phát triển một số tính năng như chặn toàn bộ cookie từ bên thứ ba, tạo tính năng ngăn chặn theo dõi thông minh, ứng dụng công nghệ máy học để tìm hiểu tên miền nào được sử dụng để theo dõi người dùng, sau đó cô lập và xóa dữ liệu khỏi thiết bị. Trình duyệt Safari được khẳng định sẽ ẩn địa chỉ IP của người dùng khỏi các trình theo dõi đã biết. Điều này rất quan trọng vì địa chỉ IP có thể được sử dụng để nhận dạng bạn trên nhiều trang web, nhiều phiên làm việc khác nhau, đồng thời có thể tiết lộ vị trí chính xác của bạn. Chuyên gia của Apple cho biết. Và đó là những thông tin rất hot của Apple trong thời gian qua. Người dùng iPhone của chúng ta thì cứ tự tin mà sử dụng Safari, còn nếu như dùng iPhone mà dùng Google Chrome thì hơi thiệt thòi cho chúng ta đấy nhé. Và các bạn nghĩ sao về những thông tin về Apple trong tuần vừa qua? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV, ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.